Nông Nhiệt chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Ca Sĩ Bí Ẩn. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Đông Tây Promotion thực hiện, được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ gặp gỡ đội chủ nhà, đó là Ngọc Sơn, Việt Hương và Nguyễn Hưng. Xin chào, xin chào. Chào đội chủ nhà. Quá nền nhã, quá lịch sự, quá sang trọng. Đó là những gì mà hôm nay tôi có thể nói về đội chủ nhà chúng tôi. Chào anh Ba Ngọc Sơn, anh cảm giác tinh thần hôm nay như thế nào? Càng chơi thì càng thấy vui, càng thấy khám phá ra nhiều điều rất là thú vị. Cũng như mình đang là những người gọi là khán giả ngồi xem các màn trình diễn trên đây. Đúng rồi, còn Việt Hương. Thú thật là tới cái vòng này tụi em xin hãnh diện, càng ngày càng sang, nhiều đồ lắm. Hay tới lắm với khán giả. Anh nhớ nói khán giả em nha, nhiều đồ lắm. Với anh Nguyễn Hưng thì mọi người mới hỏi Quỳnh Linh thế này nè. Nói hỏi anh Hưng, cái cách nào mà anh giữ dáng đẹp thế này, cách nào mà anh trẻ mãi gần như là không bao giờ đoán được tuổi của anh vậy anh Nguyễn Hưng? Thật ra thì Hưng Nguyễn Hưng cũng thông thường cũng giống như tất cả quý vị thôi. Cũng ăn nè, rồi cũng sinh hoạt. Tại vì riêng Nguyễn Hưng là có cái nghề, là cái nghề mà đi phục vụ. Cho nên chính cái ở cái điểm này cho nên Nguyễn Hưng phải giữ. Nhờ là mẹ đã để lại cho Nguyễn Hưng cái bước nhảy. À, tức là anh chính nhảy. Chính vì cái chỗ là Nguyễn Hưng nhảy cho nên là cái thể hình của Nguyễn Hưng, Nguyễn Hưng giữ được hoài. Từ phong cách bên ngoài, từ những bước nhảy, rồi từ những cái động tác, mỗi một bài hát Nguyễn Hưng tập là đi vào với bước nhảy. Cho nên là Nguyễn Hưng rất là chú ý với cái vấn đề này. Sân khấu là cuộc đời của mình. Sân khấu là nơi mình đậu đây đây. Và cũng có thể là nơi sẽ chia tay với mình. Sức khỏe là quan trọng. Những cái vị có sức khỏe thì mình cũng đang làm được mọi điều. Cộng thêm cái yêu nghề của Nguyễn Hưng, nối nghiệp mẹ. Mẹ Nguyễn Hưng cũng yêu nghề lắm. Mẹ Nguyễn Hưng tới lúc mà nhắm mắt cũng vẫn còn nói, con ơi khi nào mẹ không còn nữa con phải hát chỉ riêng mình ta cho mẹ nghe. Hay quá. Cho nên là đối với Nguyễn Hưng là sân khấu là tất cả. Cho nên vì sân khấu là tất cả cho nên Nguyễn Hưng lúc nào cũng giữ một cái phong độ. Có thể đến một lúc Nguyễn Hưng sẽ chia tay, nhưng mà hiện tại bây giờ Nguyễn Hưng sẽ vẫn cố gắng vì trong Ca Sĩ Bí Ẩn kỳ này Nguyễn Hưng nhất định phải thắng. Rồi, chúc mừng đội chủ nhà hôm nay sẽ chiến thắng. Cảm ơn sự chia sẻ của Nguyễn Hưng, Ngọc Sơn và Việt Hương. Xin mời đội chủ nhà về vị trí. Còn bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ đội khách trong ngày hôm nay, đó chính là Nguyễn Hồng Thuận, Tường Vi và Quỳnh Châu. Hôm nay Châu tham gia Ca Sĩ Bí Ẩn thì Châu cảm giác thế nào? Đầu tiên thì Quỳnh Châu xin chào quý vị khán giả. Em xin chào anh chào giám khảo. Bằng giám suối nha, đừng gọi bằng giám khảo. Thật sự là hôm nay quay lại với Ca Sĩ Bí Ẩn, gặp lại được anh Ngọc Sơn và sau còn gặp được cả chú Nguyễn Hưng, là một người mà... Ủa sao kỳ vậy? Kỳ vậy anh Ngọc Sơn, sao chú Nguyễn Hưng là tôi cũng làm ý vậy đó? Tại vì hồi em tham gia mùa 1 á, chú Ngọc Sơn có dặn là lên sân khấu thì gọi anh thôi, đừng có gọi chú. Anh Linh. Ủa, có dặn nữa hả? Anh Linh, em có được khai cái này không? Khai đi Thuận. Hồi nãy đằng sau cánh gà á, bé Châu quay qua anh nhìn em, nó nói anh ơi, chú Hưng nhìn phong độ quá. Em giận chứ bộ. Em nói kỳ cục đi với anh mà sao em cứ khen người khác không vậy? Thiệt luôn, là tại vì hồi nhỏ lúc mà em qua chương trình đó là cả nhà em đều rất là thích chú Nguyễn Hưng. Tại vì trong chương trình thì kiểu vậy mọi... em kêu bằng anh Nguyễn Hưng đi chứ chú gì. Đừng kêu anh bằng chú. Dạ. Thấy chưa, kêu anh mà anh cười tươi lên nè. Kêu anh Ngọc Sơn bị chú Nguyễn Hưng không? Dạ quay con qua... chưa xin phép chứ con không dám xin. Vậy vậy thì con xin xưng anh Nguyễn Hưng. Em lần đầu tiên em được thấy chú Nguyễn Hưng ở ngoài thì kiểu wow, không ngờ là kiểu không khác gì cho sân khấu luôn, nên là sao mà có thể giữ được trẻ hoài như vậy. Anh Linh ơi, anh Linh cho em đổi đội được không? Em đổi đội được không? Đổi đi Thuận, cho chị Hương qua đội em đi. Thiệt mà, cái này em thấy cũng hợp lý á, tại vì thiệt tình là em cũng rất là mê anh Hưng. Thấy chưa? Dạ thiệt mà. Vậy bây giờ anh Hưng qua bển ngồi với Tường Vi với Quỳnh Châu đi. Đúng rồi, không ai ngồi chị. Anh nghĩ nay đổi đi được không? Không Thuận Nguyễn. Dạ em chịu hết á. Vậy Tường Vi chịu không? Dạ chịu. Chịu không? Anh Hưng có đồng ý ngồi với hai gái đẹp không? Đồng ý. Trời ơi, đồng ý liền. Đi đi, anh đi đi. Rồi xin mời Quỳnh Châu. Để em đưa người ta về. Đúng rồi, dạ. Đưa đi. Trời ơi, quá liền. Trời ơi, em Hưng ơi, trời ơi, kìa. Có cái mặt kìa. Chúng ta sẽ đến với những giây phút đầu tiên, đó là giải lao. Chúng ta sẽ đến với phần trình diễn của ba thí sinh đầu tiên.
chỉ yêu chỉ sống cho riêng mình. Người ta thường nói khi yêu ai yêu thật thà, dù yêu là biết không đường về. Và khi đã biết yêu là đã biết hy vọng, dù lời tình đầu chưa dám nói. Dòng thư tình viết xa sao vẫn cứ e ngại, đêm đêm nhớ thương, đêm đêm khát khao. Ô ê ô ê ô ê ô, con tim thở than cùng vì em. Ô ê ô ê ô ê ô, con tim mù lo cùng vì em. Và khi đã biết yêu là đã biết hy vọng, dù lời tình đầu chưa dám nói. Dòng thư tình viết ra sao vẫn cứ e ngại, đêm đêm nhớ thương, đêm đêm khát khao. Ô ê ô ê ô, con tim thở than cùng vì em. Ô ê ô ê ô ê ô, con tim mù lo cùng vì em. Dễ thương ha, nhẹ nhàng. Rồi bây giờ thì hai đội chơi chúng ta bắt đầu phân tích và tìm ra ai mà mình nghi ngờ đó là ca sĩ. Nào xin mời đội khách. Em nghĩ là bạn số 3. Bạn số 2 hát đầu tiên, nhưng mà thực ra là bạn ấy cảm giác giống như là vũ công nhiều hơn á. Còn bạn số 1 hồi lúc đầu á là ảnh nhạc lời lên rồi mà anh vẫn chưa hát, hay là cố tình? Chị cũng nghĩ là cố tình, nhưng mà một hồi sau em thấy hình như cái này là không phải, tại anh không có vô nhạc được, mà anh không có quen được cái mic, anh không có, anh khớp lắm. Quỳnh Châu, em thì lại nghĩ anh số 1 là người biết hát, mà không chừng là kiểu ca sĩ kim diễn viên á, thì cái đoạn đó là diễn nhập tâm quá, cái quên mất cái đoạn mình phải hát. Lúc đầu em cũng nghĩ là tại vì diễn. Tại vì cái nhạc dễ vô như vậy mà vô sai thì chỉ có cố tình thôi. À anh Linh ơi, anh đừng hỏi hai cô này nữa, anh hỏi hồi cũng trả lời là anh Nguyễn Hưng là ca sĩ à. Nãy giờ hát em thấy tàn nhìn anh Hưng không, rồi xong rồi chụp hình rồi chứ đâu có coi gì thí sinh đâu. Còn đội trưởng Nguyễn Hưng thì sao? Với Hưng á thì Hưng cũng đồng ý với Vi là người bạn trong đội của Hưng là số 3. Nhưng nếu mà cho Hưng lựa chọn thêm á thì Hưng sẽ lựa chọn số 1. Tại sao? Cái nét của người số 1 này á, cái cử chỉ của anh ta hơi chậm chậm chút, hiền lành một tí, nhưng mà thật sự đó, về cái phong cách của anh mà đứng thì Hưng rất là thích. Xin mời đội chủ nhà. Anh Sơn, sao anh Sơn? Nhìn thấy thì thực sự là số 1 mà đầu tiên bước ra, thường thường ca sĩ nó thật không có ai dạy gì mà đến đây mà muốn rớt vòng đầu hết. Ngay cả không phải ca sĩ cũng muốn thể hiện những cái động tác đẹp để người ta nghi ngờ mình là ca sĩ. Số 1 thì tôi loại bỏ khả năng đó, không có thuộc lời và bị lúng túng một số động tác. Số 3 thì có vẻ nhường nhuyễn hơn. Về nghi vấn thì mình sẽ đặt số 3, nhưng mà cũng nghĩ là cái số 2 có lý do để xem bên kia chọn số nào, mình sẽ chọn số khác thôi. Nguyễn Hồng Thuận. Dạ, ba anh sáu múi này thì em nghĩ là nên hỏi chị em trước. Bạn số 3 đó là Hương nghĩ là bạn đó là diễn đó, có nghề. Dạ. Tại vì đâu phải dễ mà nhảy với Linh, Linh là trong một chương trình nhảy ra mà, phải dạ. không? Là bạn số 3 giả bộ té đồ, lăn dạ, lộn dạ. đồ diễn, ha. Diễn. Rồi em thì em suy nghĩ như vậy nha. Cái bạn số 1 này em thấy là bạn vẫn có cái gì đó nó lấn cấn ở trên sân khấu, không diễn như hai bạn kia. Cái là bạn nó cố tình như vậy. Còn hai bạn kia, cái bạn cuối cùng thì diễn, em có cảm giác diễn hơi lố. Đó là em loại cái bạn cuối cùng đó, thì trong đầu em chỉ hơi nghi nghi cái anh số 1 này nè. Body anh cũng, chị Hương dán nói vậy. Dáng đẹp. Dáng anh đẹp nhất. Rồi bây giờ chúng ta đã phân tích xong, mình sẽ có 3 giây để quyết định xem ai sẽ là ca sĩ. Mời đội khách. Tường Vi số mấy? Hồi nãy em nói số 3, nhưng mà nói tới nó lui, em đổi qua số 2 rồi. Ủa chị? Số 2. Gì? Không liên quan với em luôn. Thì đó, Tường Vi chọn số 2. Anh Hưng số mấy? Không biết sao quá, tự nhiên người này rất là hay nha, từng giao cách cảm với Hưng sao. Anh Hưng có nói là chưa số 3 và thì số 1 đó, ngày hôm nhưng mà nay, anh không có nói số 2. Chỉ có mỗi mình em với anh Hưng là mặc đồ tông đen giống nhau nè. Cho nên đó, bây giờ nè. Bây giờ em sao, Châu em sao? Dạ, em nghĩ là anh số 1.
Cái số 1 đó em cũng không chắc chắn nên thôi. Dạ hai anh chị cứ lựa đi, dầm sau em lựa. Thì bây giờ nếu như vậy thì Nguyễn Hưng Anh Hưng nói gì cũng đúng á, anh Hưng chọn đi. Số 2. Số 2 lui. Mời đội chủ nhà. Anh kia là số 3. Anh số 3. Anh số mấy? Dạ anh. Anh hả? Anh chọn số 1 em. Anh số 1, quyền là quyền quyết định của em. Đúng rồi. Anh Linh nghĩ là em sẽ sa ngã bên nào? Chắc Nguyễn Hồng Thuận quá. Thì bởi vậy em phải theo Thuận thôi, số 1. Số 1 lui. Tội nghiệp bạn tôi Ngọc Sơn. Rồi như vậy thì hai đội đã chọn ra hai thí sinh mà mình nghi là ca sĩ. Còn lại số 3, anh ấy là ai mà không ai chú ý hết. Chúng ta sẽ nghe giọng thật của thí sinh số 3. Đôi khi anh cũng nhí nhốn với những đứa bạn thân, nhiều người đẹp nhìn theo cứ muốn đến làm quen. Hello, dù anh tự tin vẫn ngại lắm nha, không siêu nhân siêu anh hùng, không to cao như Bình Minh, không đô la hay sâu mũi, nhưng chẳng thua một ai, vì mỗi ngày dần trôi anh mang đến cho đời niềm vui cuộc sống cùng tiếng khóc cười, khiến cho đời say lắc lư theo điệu nhạc thế gian hạnh phúc. Anh đặt chân soái ca, trái tim anh ấm áp, khắc trên môi nụ cười cất lên lời hát. Vì anh là soái ca, chơi là chơi hết gà, chơi là không lo lắng, không ngại mưa hay nắng. Vì anh là soái ca, chơi là chơi hết. Là không lo lắng, không ngại mưa hay nắng. Vì anh là soái ca, chơi là chơi hết gà. Nơi nào vui anh tới, sang màu không xen. Vì anh là soái ca, yêu là yêu thiết tha. Yêu là anh chăm sóc, yêu là anh rất ngơ. Vì anh là soái ca, nên dù cho mát là anh vẫn sai như thế. Mọi người đừng có trêu chọc. Em nhất định em lên, em đẩy qua cho bé Vi. Mà anh sói ca, anh vẫn mời em. Cảm ơn em đã quý chị nha. Dạ. Một màn biểu diễn rất là hấp dẫn. Bây giờ em nói cho mọi người biết em là ai, có phải là ca sĩ hay không? Em tên là Nguyễn Vũ Khánh Thi. Và em không phải là ca sĩ, hiện em đang là diễn viên. Thấy chưa? Hồi nãy em vừa cởi mặt nạ ra là em biết rồi. Mà bởi vì hả, diễn quá rồi diễn luôn. Bé diễn viên mà hát được vậy là quá tốt chứ bộ. Tốt chứ bộ. Hát một cái bài quá sâu sắc, quá hay. Ai sáng tác hay quá. Trời ơi, bài không hay tác đó. Ủa mà. Ok. Hát cái bài mà tác giả khen luôn là hay lắm rồi. Thôi bỏ diễn viên đi, ca sĩ đi em. Quan trọng là thái độ ha Linh ha. Thái độ. Thuận cũng nói là có thể cái bài có ca sĩ có người hát hay, người hát dở là tùy cảm nhận. Nhưng mà do cái thái độ của em hát cái bài này á, người ta tác giả mà người ta khoái. Có thể không đẹp bằng Bình Minh hả? Em biết không bằng Bình Minh. Nhưng mà cái thái độ thái ca của em á, có. Cho nên ảnh thích. Bài này sáng tác rồi nào nói cho em nó ghi nhớ luôn. Dạ, bài này em viết 2 năm trước, em viết cho anh Đàm Vĩnh Hưng hát. Dạ. Có xin phép Đàm Vĩnh Hưng chưa? Đâu xin phép Thuận chứ. Đâu, em chứ anh. Tác giả bán cho Đàm Vĩnh Hưng rồi mà. Em có bán đâu, anh em nhau, thỏa thương miệng thôi mà. Anh Hưng ha. Rồi, cảm ơn em trai nhiều nha. Chúc em sẽ thành công trên con đường nghệ thuật của thay đổi với em. Mọi người ạ. Mời em nha. Chúng ta đã loại đúng một người không phải là ca sĩ. Phải nói là các nghệ sĩ chúng tôi rất là kinh nghiệm thưa quý vị. Chỉ nhìn sơ qua thôi là đoán đâu là ca sĩ, đâu là người thường rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục nghỉ giải lao vài phút.
bây giờ xin mời hai đội chơi tiếp tục ta xem trình diễn của ba cô gái. Trên đường về nhớ đời, chiều chậm đưa chân ngày, tiếng buồn vang trong mây, tiếng buồn vang trong mây. Chiếm rừng quên cất cánh, gió say tình ngày ngày, có phải sầu vã chất trong hồn chiều nay, chất trong hồn chiều nay. Tôi là người lữ khách, màu chiều khó làm quay. Ngỡ lòng mình là rừng, ngỡ hồn mình là mây. Nhớ nhà trong điều thuốc khói huyền bay lên tây. Trên đường về nhớ đầy, chiều chậm đưa chân ngày, tiếng buồn vang trong mây, tiếng buồn vang trong mây. Tôi là người lữ khách, sao mày hát mày vậy hả? Màu chiều khó làm quên câu. Ngỡ lòng mình là rừng, ngỡ hồn mình là mây. Nhớ nhà trong điều thuốc khói huyền bay lên cây. Cảm ơn Vũ Đoàn Bị Hại. Và bây giờ chúng ta bắt đầu phân tích và tìm ra ca sĩ bí ẩn. Mời đội chủ nhà. Trong cái tiết mục vừa rồi chị, thì em thấy là giống như cố tình mọi người rút kinh nghiệm của tiết mục hồi nãy á, chứ ai cũng diễn vừa phải thôi. Người thì quên hát, người thì quên vũ đạo xíu xíu, người thì khúc ao chương trình thì hơi trễ nhịp chút xíu. Nhưng mà theo kinh nghiệm của em á, là những cái người mà ca sĩ chuyên nghiệp á, người ta hát người ta rất là quan trọng cái khẩu hình của người ta. Thì ở trong ba cái chị thí sinh này thì em thấy là chị số 6 là cái người mà cái khẩu hình tròn vành rõ chữ nhất. Ghi số 5 làm như giận chương trình. Mặt không nghe. Mặt quạo quạo không mặt chị? Quạo. À. Mặt quạo cái nhất, cái thứ hai không thèm nhớ nhảy luôn. Việc thứ ba hai người kia hát tới bà không hát luôn. Cái ông mà dancer đó phải giật bà mới nhảy. Lật bà mới nhảy, lật bà mới nhảy. Bây giờ mà mở cái tay ra là bầm không á chị, bấm á chị mới bầm nhảy. Bấm hát đi chị, hát đi đó, giận đó hiểu không? Anh, còn anh sao anh? Anh cũng không biết là đây là cái gài bẫy của chương trình hay không. Nhưng mà thế số 5 thì rất là lúng túng. Tất cả các động tác hầu như đều là gượng hết, chứ không phải là thể hiện một diễn viên. Còn cô số 4 thì cũng tầm trung, có nghĩa là cũng không biết là phải ca sĩ hay không, nhưng mà cũng không đến nổi. Mà cô số 6 thì có vẻ chuyên nghiệp hơn. Nhưng mà cái cô số 4 lại là giày múa chuyên nghiệp nha. À hả? Dạ, giày quay hậu đằng sau, quay chéo đằng trước là giày của dance đó. Thường giống như ca sĩ, nghệ sĩ cũng hay có thủ đôi. Không, giống em chị nghi... cũng có thủ đôi. Nhưng mà em nghi ban tổ chức hơn chị. Hả? Lỡ sáng bé nó mang đôi giày tới cái ban chân tổ chức không duyệt. Đúng rồi, không duyệt. No, chân không vừa. Thảy cho cái đôi giày khác. No, cái giày, riêng cái giày đó là phải chân của mình mang mới vừa em à. Chân của đứa khác mang không không vừa đâu. Bây giờ mình nói rõ quá bên kia người ta nghe, người ta chơm của mình sao chị? Chơm của mình. Mình à? Phải bẻ cái hướng hát đi chị, hiểu không? Vậy là mình chọn số 5 đúng không? Đúng, theo em nghĩ là nhiều khi chị số 5 là chỉ chuyên ca cái dòng nhạc nó hơi classic chút xíu. Nhẹ nhẹ. Chị không có quen về diễn đúng nhảy vũ đạo đồ, hiểu không? Chứ là chị mới vậy đó. Người ta mà celeb á, người ta ít có lên tập lắm. Đúng, ta mới quên bài. Đâu, đúng rồi. Có chút khi nữa tập vượt ra ta hát bài của ta hay thì hay. Nghe rồi chủ nhà đánh giá đội khách chưa? Có chừng copy đó. Không, nhưng mà thực sự là đúng rồi. Là đội chủ nhà đang đoán cái người mà đội khách đoán nãy giờ. Là nãy giờ anh Hưng cũng nghĩ là chị số 5 mới là người biết hát. Em cũng nghĩ là chị số 5 luôn. Ủa vậy đó hả? Và khi hồi nãy vừa ba chị vừa bước ra là em cũng để ý đến đôi giày đầu tiên luôn. Là em cũng đánh một cái dấu hỏi thật là to ngay chị số 4 với đôi giày này. Tại vì thông thường á, giống như là mọi người ra hát á, lúc nào cũng muốn đôn cái chiều cao của mình lên. Mà chỉ là chỉ chọn đôi giày này thôi. Có nghĩa là đôi giày này là cái đôi giày tự tin nhất của chị khi mà ra sân khấu. Chị sẽ là có thể là mấy bạn nhảy vũ công nhiều hơn. Với lại á, chị số 5 á, em nghĩ là chị là ca sĩ nhưng mà sẽ là dạng hay mặc áo dài, thướt tha, nhẹ nhàng. Cho nên bây giờ khi mà nghe nhạc mà phải nhảy theo những cái nhịp nữa, chị không có nhớ được hết. Với Hưng thì giữa ba em này vừa ra trình diễn thì giống như mọi người đã trình bày nói rồi. Em kia thì tự nhiên có bao giờ mà ca sĩ mà ra mà không hát mà không gì không?
cái đó là phải là một điều lạ không? Phải không? Diễn đó anh ơi. Bây giờ mình đã ra tới sân khấu mà làm sao mà là không có chuyện trình diễn. Đó, thì bây giờ phải mở một cái dấu hỏi tại đó. Rồi còn nếu mà như trong ý của Hưng, Hưng chấm là cái gì em thứ sáu đó, là chứng tỏ được một cái gì đó về cái cách trình diễn của em. Rồi mình riêng em số 4 á thì rất là lành. Thì bây giờ thôi thế này, theo Hưng á thì Hưng sẽ chọn số 5 anh. Hiệu quyết chọn số 5. Số 5 thế nghe là từ vi hoài. Châu nữa, Châu. Châu. Dạ em cũng để ý chị số 5 nhưng mà em lại nghĩ khác thiệt. Nãy em có quay xem nói với anh Hưng, em nói chắc chị số 5 không biết hát. Chị kiểu có thù với âm nhạc luôn á, chị vô không vô, xong rồi chị không nhảy, xong rồi chị quên là ý của chương trình. Ý của thì chương đó, khi hồi nãy anh Thuận phân tích ở bên kia là kiểu như ý chương trình thì em lại nghĩ lại lần nữa. Vô đây làm gì có ai không biết hát em, hát hay hay là ít hay thôi. Vậy nè hả? Cái chị số 5 này theo anh nghĩ nha, hát rất hay, mà hát cái dòng nhạc Trịnh hoặc là nhạc Phạm Duy này nọ rất hay. Nếu mà anh Thuận đã nói như vậy thì chắc chắn không phải là chị số 5 rồi. Chắc chắn chị số 5 không biết hát không đâu. Tin em kìa chị. Con bé này. Thuận ơi, Thuận, Thuận. Dạ. Em đừng buồn. Dạ. Tại vì anh đã ngồi cái ghế đó của em rồi. Anh cũng đã từng bị chửi. Cho nên là thật sự là sao hôm nay nó anh đi liền liền. Thôi đi, anh đừng có xạo nha anh ơi. Không hề biết. Ghi trong lòng mà mình không biết. Vậy là hôm nay anh Hưng ngồi đó áp lực lắm đúng không Hưng hả? Rất là áp lực. Nay là được coi như chim sổ lòng rồi đúng không? Có nghĩa là anh Hưng chỉ cần một lý do thôi. Anh Linh biết cho nên là em đã lầm. Em ngồi đây. Anh Linh vậy muốn hát câu khác được anh Linh. Câu gì? Mỗi sớm thứ giấc chi thấy có riêng mình ta. À đúng rồi. Chỉ có mình em thôi à. Giờ không ai chơi với em chơi trời. Rồi, ba cô gái đã làm cho hai đội chúng tôi rối bời và có sự mâu thuẫn với nhau rồi đó. Dạ. Chúng ta sẽ có 3 giây để quyết định. Đội chủ nhà. Anh ba. Số 6. Số 6, anh. Giờ em đoán lại số 5. Số 5. Em là người quyết định. Em theo trai đẹp thôi. Không, nhưng mà ý chí á, em vẫn phải theo anh Sơn. Vậy thì số 6 lui. Giữa con tim và lý trí á, hiểu không Thuận? Dạ. Đó. Và bây giờ đội khách. Đội em á bây giờ là đang mâu thuẫn với bạn số 4 với bạn số 5. Tù vi số mấy? Là số 5. Còn Quỳnh Châu. Em số 4. Hai người tù xì. Ủa anh Hưng không là cái gì em bảo anh Hưng. Anh thấy chưa? Anh ở bên đây em trân trọng anh. Em nghiêng ngã vô lòng anh. Mê gái trẻ làm chi? Đó bây giờ anh mê gái trẻ tại ta xỉn xù xì qua mặt anh luôn. Không, mình để mình rơi cho người ta tự do. Tụi em không bao giờ muốn đặt anh Hưng rơi vô hoàn cảnh khó xử hết. Đó. Tụi em tự xử. Bây giờ anh cứ để cái chuyện này để tụi em lo nha. Anh cứ ngồi đó mà coi thôi. Yên tâm, hết sức. Rồi bây giờ chơi nè. 1, 2, 3. Số 4. Câu cuối cùng Hưng trả lời. Hưng chọn số 4. Số 4 lui. Cô số 5 bây giờ sẽ hát bằng giọng thật để mọi người xem cô ấy có phải là ca sĩ hay không. Xin mời. Anh đâu rồi?
anh đâu rồi? Đừng nhìn nhau nữa anh ơi, xa nhau đã xa rồi, quên nhau đã quên rồi, còn nhìn chi, còn nhìn chi nữa anh ơi, nước mắt đã tuôn rơi theo tiếng hát qua đời. Đừng nhìn số 5. Mọi người đang chiêm ngưỡng một cái không gian âm nhạc rất là lãng mạn ha. Bây giờ mọi người đang im lặng và đang chờ xem mình tên là gì, có phải là ca sĩ hay không? Nhân Phượng, tên thật là Ngô Nhân Phượng. Nhân Phượng là ca sĩ tự do. Hồi nãy mình nghi là ca sĩ lắm rồi đó. Ngay từ lúc đầu mà không ai chọn hết trơn. Vậy mới là ca sĩ bí ẩn phải không chị? Đúng không? Đúng phải rồi. Giấu chị là một ca sĩ đẳng cấp hát phòng trà. Người ta bưng chị vô, ta mở nhạc tango, rồi có hai thằng trẻ nó nhoi nhoi trước mặt chị là sao chị nhớ. Như vậy mới là ca sĩ bí ẩn, nó mới có hay của đúng nó. Đúng là hôm nay chị đã gài bẫy được 6 người ngồi đó là một sự tuyệt vời rồi. Chị đi hát bao nhiêu năm rồi Phượng? Dạ thưa anh, em hát từ lúc em còn nhỏ. Chị Phượng biết không, cái giọng hát nó dẫn con người giống như trời ban cho chúng ta. Chị hát theo cái phong cách gọi là sâu lắng. Cái giọng hát đó bây giờ rất là hiếm. Chị hát em rất là xúc động, trong lòng em muốn rơi nước mắt, rất là xúc động. Chúc mừng chị với ca khúc này nha. Chị sẽ cố gắng. Em xin cảm ơn. Ở đây Phượng gọi là trái ngược với anh Nguyễn Hưng ha. Nguyễn Hưng lúc nào cũng sôi động ra, cứ là nhảy trước hát luôn. Còn đây là hát không bao giờ nhảy luôn. Dạ, và thưa, chính anh, ra... thưa anh cho em xin phép nói, khi nói anh Nguyễn Hưng là em xem mấy clip của anh Nguyễn Hưng, em ái mộ cái bước nhảy của anh lắm. Em ao ước được biết nhảy nhưng mà em không biết nhảy, em dốt môn nhảy. Không, Hưng nghĩ là Phượng nên đi tập nhảy đi. Thật sự nó không khó đâu, dễ lắm. Mà không, mình chỉ cần tập cái cơ bản thôi. Bây giờ trong hiện tại là cái tháng này Hưng ở Việt Nam nè. Nếu mà cần lấy số phone Hưng đi gọi đi. Hay quá. Trời ơi. Em cũng không biết nhảy luôn. Anh ơi, em cũng không biết nhảy. Em không biết nhảy luôn. Chị Phượng ơi, chị thấy không? Chị Phượng, em nói mà, trong cuộc đời mình lâu lâu mình phải bung xỏa. Anh Hưng nói anh Hưng nhớ giữ lời nha. Hưng giữ lời. Nếu mà Phượng không học nhảy Nguyễn Hưng thì qua Quỳnh Linh dạy nhảy cho không sao hết trơn á. Đó đi. Cảm ơn Phượng đã tham gia chương trình. Cảm ơn anh cảm rất Phượng. Nhiều ạ. Xin cảm ơn ban giám khảo. Quý vị tạm nghỉ giải lao vài phút. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với đôi song ca của đội khách với một bài hát của nhạc sĩ Phương Quyên, Một Lần Nữa Xin Có Nhau. Dành nhiều thời gian cho nhau, vun đắp thiên đường tình yêu.
Trời ơi, cuộc đời nghệ thuật của tôi đi bao nhiêu năm rồi chưa bao giờ thấy một cảnh tượng yêu nhau mà tan nát nhà cửa gì nè. Và hai người này phải nói cũng diễn xuất sắc luôn. Anh Nguyễn Hưng, anh suy nghĩ gì về hai thí sinh này? Ở cái tiết mục này phải nói là thật sự là hai em quá là hoàn hảo. Nhưng mà anh Hưng có thấy là quá hoàn hảo về mặt diễn xuất thôi không? Đúng rồi, Tường Vy nói đúng đó. Dạ, diễn quá luôn. Bởi vì nó là hoàn hảo là cái chỗ đó diễn xuất quá hay. Em chỉ thích chi tiết thôi, đó là khi cắt máy rồi thì cái anh chàng này cực kỳ ga lăng. Ảnh bước xuống, thế là anh lấy cái chiếc giày giùm cho cái cô ca sĩ. Và cái cô này cô lại lúng túng vì cái váy nó hơi không mang được. Anh chạy tới anh đặt xuống chân cổ để cổ mang được. Em thấy quá dễ thương cho nên điểm rất cao cho anh chàng này. Còn ca hát em bàn tại vì hai bạn diễn quá dễ thương luôn. Em coi tiếng một sơ sơ qua thì em cảm thấy hả hê. Mà chị biết sao em hả hê không? Sao hả hê vậy? Tại vì người ta đuổi em đi. Trong khi là mấy cái này là em đáng ngon lắm. Bây giờ em thấy cái đội đó xong rồi. 30 chưa phải Tết nha anh Thuận nha. Trời ơi. À đúng rồi. Sao? Theo Châu thì ai là ca sĩ? Nếu mà đây là Lâm Vinh Hải thì Lâm Vinh Hải là biên đạo múa nên là bên kia là ca sĩ. Bên kia là Quỳnh Mến á. Cái Châu ơi, anh nhắc cho anh cái nè. Dạ. Em nhớ cái chị trước của tiết mục này mới hát không? Chỉ là ca sĩ đó em. Thì thường trong một số nữ thì chỉ có người thôi mà giờ dùng phương pháp lại trừ nữ chưa hát chắc. Rồi. Có đôi khi có rất là nhiều ca sĩ nữ trong một chương trình. Thôi bây giờ nè, như vậy nè, giờ tổng kết lại đó, bây giờ là đội mình tính sao? Bạn nam thì mình cũng cảm thấy không phải, thì bây giờ mình chỉ còn khả năng chọn bằng nữ thôi. Em nữ phải không? Nữ. Anh chọn ai? Không, cái ấn tượng đối với Hưng á là thật sự là Hưng chọn cô gái. Cô gái. Số 4. Số 4. Tường Vy. Dạ, số 4. Số 4. Lui. Cô chọn số 2, ga lăng đẹp trai. Số 2 ga lăng đẹp trai, mọi người nghi ngờ là Lâm Vinh Hải. Có phải là anh ấy hay không? Bây giờ anh ra anh hát luôn cho người biết ảnh là ai. Xin mời số 2. Làm sao xóa đi bao vết thương sâu trong lòng anh. Anh ngóng trong mãi mỗi hôm vườn dài. Anh khát khao mãi đôi tay ngày nào. Là gì vãn quá khứ mà thôi, nay anh phải quên. Yêu dấu này đã trôi xa thật rồi. Theo gió mây đến nơi phương trời nào. Chỉ còn anh và em với bao yêu thương nhàn nhòa. Nơi giấc mơ ấy chia đôi ngả đường, nơi tình yêu ấy cước dình mình ta. Là gì vãn quá khứ mà thôi, đây anh phải quên. Vì ai đã bước đi mãi không về, vì ai lỡ quên bao câu ước thề. Nếu cái chỉ người muốn ra đi trong tiếc thương. Ngày trôi qua xa vơi lấp hy vọng, chẳng còn dấu yêu cho anh mơ mộng. Xóa nỗi buồn, gạt đi giọt nước mắt. Nếu có chỉ người muốn ra đi trong tiếc thương. Ngày trôi qua xa vơi lắm hy vọng, chẳng còn dấu yêu cho anh mơ mộng. Xóa nỗi buồn, gạt đi giọt nước mắt. Vì ai đã bước đi mãi không về, vì ai lỡ quên bao câu ước thề. Nếu có chỉ người muốn ra đi trong tiếc thương. Ngày trôi qua xa vơi lắm hy vọng, chẳng còn dấu yêu cho anh mơ mộng. Xóa nỗi buồn, gạt đi giọt nước mắt. Xịn quá xịn. Rất là rõ ràng Lâm Vinh Hải từ bây giờ. Cảm ơn những người bạn của Lâm Vinh Hải đã hỗ trợ tiết mục này. Cảm ơn các bạn. Xuất sắc, một tiết mục có thể nói nhìn mãn nhãn ha. Hải ơi,
hôm nay chị mong muốn là em không giới thiệu em là một biên đạo, mà chị mong muốn em giới thiệu là một ca sĩ. Em vô cùng chuyên nghiệp. Và hồi nãy là tiết mục đó là tiết mục biểu diễn lấy tiền nha. Nhảy xuất sắc, dạ, khỏi giới thiệu luôn cũng được. Không cần giới thiệu, đây là ca sĩ Lâm Vinh Hải đi. Giới thiệu vậy đi. Bây giờ thấy Nguyễn Hưng anh ngồi chăm chú cứ cười mỉm chi hoài ha. Cho em hỏi cái này nè, tức là những cái bước nhảy của anh về những cái thập niên trước rồi ha, và so với những cái bước nhảy hiện đại của Lâm Minh Hải giờ, nó có thay đổi hay có giống nhau hay có cái gì mới không? Nó khác chứ, về cái mặt các em nhảy bây giờ cái là cái loại nhạc mạnh, nhạc mới. Còn cái lúc mà cái thời của Hưng là Hưng nhảy giống với cái tiếng nick mà bây giờ mà kêu là dance sport á, anh biết là những cái bước ngày xưa là của mình lấy của Latin. Bây giờ hiện tại nếu bây giờ Hưng vào Hưng thu hình, Hưng tập một cái bài hát mới thì Hưng cũng phải tập theo những cái bước nhảy mới của các em bây giờ. Ở đây mình nói thì nó dễ, nhưng mà khi anh vào làm nó sẽ càng khó hơn. Cho nên ở đây Hải xứng đáng, là vì phần trình diễn của em cũng giống như Việt Hương cũng đã nói là không phải là phần trình diễn của một cái người bình thường. Yeah. Có nghĩa là người phải nói là professional. Nhưng mà Hải ơi, chị muốn em với giới thiệu em là biên đạo và em đã tham gia chương trình gì và em đã đoạt cái gì gì gì. Công việc chính của Hải sẽ là một biên đạo từ sau khi đạt giải quán quân của cuộc thi thử thách cùng với nhảy mùa đầu tiên năm 2012. Wow. Và sau đó em cũng hơi đá sưng sang một tí, cũng có tham gia diễn viên và tham gia một số chương trình. Em cảm ơn. Nhưng mà hôm nay em đăng ký với tư cách gì? Em đăng ký với chương trình này em là một biên đạo. Biên đạo thấy chưa? Cảm ơn Lâm Minh Hải rất là nhiều. Ngày hôm nay bạn đã tham gia với tư cách là biên đạo. Chứ bạn mà tham gia tư cách ca sĩ thì còn nhiều mâu thuẫn giữa hai đội nữa đó. Một tràng pháo tay dành cho Lâm Minh Hải. Cảm ơn bạn rất nhiều. Love you. Như vậy là chúng ta lại có thêm một cơ hội nữa. Vậy đội mình đúng rồi. Chưa chắc. Thì người còn lại không phải là chưa chắc. Vẫn còn phút 89, 90 vẫn chưa biết nữa. Chúng ta sẽ đến với song ca. Cảm ơn Minh Hòa rất là tuyệt vời. Một bài hát đem đến sự mang mát buồn cho tất cả mọi người và nhớ về quê hương nơi mình sinh ra và lớn lên. Chắc chắn ở đó chúng ta sẽ có rất nhiều ký ức và kỷ niệm. Và ngày hôm nay cảm ơn Vũ Đoàn Việt Hải cùng với hai thí sinh của chúng ta đã nhắc nhớ lại những điều đó. Bây giờ thì đội chủ nhà chúng ta bắt đầu phân tích và đưa ra quyết định của mình.
Trước tiên Việt Hương xin cảm ơn Vũ đoàn Việt Hải, ban biên tập dàn dựng cái bài quá đẹp. Và cái quan trọng là cái bạn nữ quá cảm xúc luôn. Khi mà bạn cuốn cái người và bắt đầu bắt đứng lại đi thay cái áo, trời nó đẹp vô cùng. Và tôi bị bạn thu hút, tôi quên hẳn bạn nam, vì bạn nam liên tục không nhớ bài. Tôi rất muốn chọn bạn nam, nhưng bạn nam gì cái nhất, cái nhịp của bạn nó lạ lắm. Nhịp nó trẻ mà trẻ củi đó em. Kể như 2 tháng rưỡi xong em mới dư mi lên. Mà cái nhịp cái tay em rất lạ. Thì giống như hồi nãy Phượng đó, Phượng cũng đâu có diễn gì đâu, cũng quạo đó, cũng này kia đó, nhưng mà là ca sĩ nhạc trẻ lát nhảy ta. Hát nhạc của Nguyễn Hưng đồ. Không có vô. Nhảy đồ. Hồi nãy anh nhảy cũng đâu được đâu chị. Nhảy không được luôn. Hồi nãy cũng đâu nhảy được đâu. Tôi ca không hay, tôi đờn, ca cũng nhảy, tôi nhảy coi cũng kỳ chết. Cái này chị Hương biết gọi là gì không? Gọi là gì em? Nghiệp quật chị em mình đó. Nghiệp quật hay nãy mình chọc người ta, chị hiểu không? Nãy em ngồi nói mình dễ chọn quá rồi. Ba nam, một người là không phải ca sĩ, một người mình nhận ra người quen, thì người còn lại đương nhiên là ca sĩ. Dạ. Chị em đoán lý trí quá hay luôn. Xong tới lúc bạn ra diễn, hai chị em bắt đầu tuột dần cảm xúc, anh hiểu không? Anh Linh ơi, anh Linh, anh có công tâm với em. Bạn này bạn rớt nhịp liên tục đúng không? Chính xác là như thế. Bạn bên đây á, tôi nghĩ bạn ấy là một nghệ sĩ cải lương. Bởi vì á, bạn ấy diễn xuất rất là có hồn ha. Cái bạn nam bên kia mới là nguy hiểm kìa. Cái bạn đó là chắc phải nhạc nhảy hay nhạc gì mà xong cái nhịp kỳ lắm. Anh có... Sơn anh nói một câu cái nhịp coi anh. Khi mình nhìn hai người này thì mình nói rất là thật là cái cô này diễn rất là tốt. Ở dưới này cái phương án mà loại thì chắc chắn là nữ sẽ bị loại. Tại vì có một nữ rồi. Nhưng chương trình này không phải lúc nào cũng chỉ là một nữ trong ba người, có thể là hai nữ. Mình muốn giữ lại cô nữ. Nhưng đoạn cuối cùng chàng trai đã có một cử chỉ mà mình nghĩ là mình phải giữ lại. Đó là cử chỉ chào. Nhưng mà chào này là nhạc không. Bolero. Đó là một lời xin lỗi. Có thể cậu này không thuộc nổi cái bài hát này mà bị lòng cộng. Trời, cho nên cái người nghệ sĩ người ta dễ nhạy cảm lắm. Thường ca sĩ nhạc Bolero người ta hay đứng dậy, xong người ta hay chào dậy hoặc là như vậy. Là em nghĩ dòng Bolero thì ngay tim ổng rồi. Ông phải đáp đúng chứ. Còn ở đây 2 tháng rưỡi sau ông mới dơ micro lên là ông phải dòng nhạc trẻ. Đúng không anh? Thì dòng nhạc trẻ sẽ chào sao? Thuận đứng lên chào coi. Dạ à, em là nhạc lên, sĩ. Lấy ok. Nhạc sĩ người ta rất nhạc là màu sắc. Đó, chào. Đó. Đó. Thấy chưa? Thấy không? Ạc ạc rồi vô rồi. Anh thấy chưa? Nếu mà chào kiểu đó là anh đó, anh đội múa châm á. Anh không nghĩ là ở cái chào mình như vậy là gọi là Bolero. Anh như khi anh ra anh chào cũng vậy. Có đôi khi anh chào bằng một hình thức khác. Ví dụ như anh chào khán giả như vậy, có bình thường nhiều khi ai khen anh là nói gì anh cũng dơ như vậy. Không, ý em nói là anh này lành lặn á. Cái giống như là hát nhạc nhẹ nhàng trữ tình mà nãy nhép không có đúng. Bài này người trên người nào mà chả biết. Bài kia nhép cũng không được. Không nhép chị. Không đúng em luôn. Biết ảnh dòng nhạc nào rồi? Dòng gì em? Nhạc thiếu nhi. Gì nghe cháu. Nó lên nó có nhúng nhịp gì đâu, nó cứ về thôi thì đó. Anh vô cái nhạc đó nhiều khi anh bật được. Rồi, chúng ta đưa ra sự lựa chọn đi. Anh Sơn chọn nữ hay nam? Giữ lại cậu số 1. Giữ nam. Thuận. Thì em cũng theo anh Sơn, em quyết định chọn số 1. Vậy là số 1 lui. Các bạn sai lầm. Cái đó là ban tổ chức tính toán hết, bắt buộc phải chào như thế. Nhưng các bạn tính sâu quá. Bây giờ thì xin mời cô gái xinh đẹp kia hãy bước ra và hát giọng thật cho người biết em là ai. Xin mời. Chỉ tình ta.
còn có nhau, biết đâu mai sau được sống. Dòng đời vui buồn trôi mau, thoáng đây đã bập mái đầu, tình nào đã hẳn vết đau, cứ sâu con tim nhỏ máu. Người tình xưa giờ nơi đâu, bóng kim thong thả rừng sâu. Người đi, để lại ta cuồng si. Người đi, chết trong ta một kề. Giờ đây sự sống pha tan hoang hoài bóng mùa đông gần tới. Gì nữa trong mong đoạn đường xưa người tiến ta mãi tôi in sâu vào nhớ. Nửa đời vẫn còn ngu ngơ, tóc khô phiêu giặt bên bờ, còn một nhịp không bước qua đáy sông sâu thăm thẳm quá. Biển đời dẫu còn phong ba, vẫn ta vẫn chỉ mình ta. Đoạn đường xưa người bước qua đáy sông sâu thăm thẳm quá. Đời dẫu còn phong ba, vẫn ta, vẫn chỉ mình ta. Xuất sắc, quá xuất sắc. Cảm ơn Vũ Đoàn Việt Hải. Một sự thay đổi rất là ngoạn mục luôn. Từ một cô gái hát dân ca trữ tình nhẹ nhàng, biến cái ra một cô gái rất là năng động. Sao anh Hưng? Anh sao vậy? Quen hả? Bài hát này Hưng hát trên trình diễn mà. À, dạ em có xem bài hát này của anh Hưng chắc là khoảng chừng 8 đến 10 năm về trước phải không? Đúng rồi. Wow. Yeah. Vậy là hôm nay em cố tình hát bài này cho anh Hưng bài xem. Bài này rất là khó hát. Mà nếu mà khi mà nhảy tango. Nhưng mà em xuất sắc quá. I love it. Dạ em cảm ơn anh Hưng. Không em, hồi nãy anh phải nói là anh với chị Hương nãy nói chuyện mà em diễn đó quá chuyên nghiệp luôn. Từ cái tay tới cái ánh mắt, từ cái bàn chân luôn vậy đó. Không ngờ luôn, không, à, ngờ, không luôn. Ngờ thay đổi qua cái em thật sự là đa dạng đó ha. Em học nhảy của anh Hưng bao giờ chưa? Tại lúc mà em hát anh thấy anh Hưng anh thích lắm. Phải nói là anh thích là thuận biết sao. Cái bài này rất là khó hát. Nếu bình thường em hát không thì không ngờ, nó nguội lắm. Cái bài nó ta ta ra ta ra ra ta ra ra ta ra ra. Tức là trời ơi cái bài này phải nói là phải hát phải nhảy. Bây giờ anh có thể lên nữa đây minh họa một đoạn của bài hát anh đã từng hát thôi. Thật sự luôn anh Tân Hưng. Chứ em thấy anh đập bàn đập ghế em đúng mới rồi. Làm vụ gì. Anh chỉ có một đoạn thôi. Để mình nhắc nhớ về kỷ niệm ngày xưa nên em rất là thích luôn á. Vỗ tay hâm mộ vỗ tay cho anh Hưng nào. Nguyễn Hưng lên đi anh Hưng ơi. Trời tiếp tục. Đó. Có nhau biết đâu mai sau lại sâu. Dòng đời vui buồn trôi mau, thoáng đây đã bập mái đầu, tình nào đã hẳn vết đau, cứ sâu con tim nhỏ máu. Người tình xưa giờ nơi đâu, bóng kín thầm thầm rừng sâu. Người đi để lại ta cuồng si. Trong ta một kề, giờ đây sự sống pha tan hoang hoài bóng mùa đông gần tới. Còn gì nữa trong mong? Tại sao á mà người ta mê anh không? Tại vì khi mà anh nhảy á mới thấy được cái sự mà vờn á. Đúng rồi. Mấy cái bà mà sồn sồn cỡ em là mê vậy lắm. Không chị ơi. Thà là lấy em thấy anh. Mấy bà trẻ trẻ cũng mê. Anh không nói là cái kiểu mà vờn vờn đồ. Không bình thường thế cái mặt anh Hưng rất là hiền nha. Nụ cười rất là dễ thương. Nhưng khi anh nhảy rồi đó cái đâu, nét sao Linh? Cái nét Linh dê. Linh làm coi, Linh làm coi cái nét sao. Bài cái nét dụ dỗ của anh Hưng nó thể hiện rõ ràng luôn. Đúng rồi. Em sẽ đi học nhảy. Ôi, tuyệt
Chị Hương, sau ngày hôm nay lại quyết định đi học nhảy rồi. Anh Hương nãy nhảy quyến rũ nè, anh đưa cái mặt lên nè, gần cái cổ kìa. Rồi, hôm nay á phải nói là em làm sôi động lên trong chương trình Ca Sĩ Bí Ẩn luôn. Và bây giờ em hãy nói cho mọi người biết em là ai. Dạ, em là Bích Ly. Em không phải là nghệ sĩ cải lương. Em là ca sĩ, em là ca sĩ. Cảm ơn em nha. Dạ, em cảm ơn Liên rất là nhiều. Em tuyệt vời hôm nay. Nhiều. Dạ. Xong cái vụ này mấy ông đi học nhảy hết nha. Bởi học nhảy dễ quyến rũ lắm. Giả bộ đưa cái mày. Trời ơi, lên riêng anh bỏ đi. Bỏ hả? Cái quyết định sáng suốt nhất của em và Châu ngày hôm nay đó là đẩy anh Thuận qua bên đó. Cái này là không có ai mà thiệt chọn ra được một người nào ca sĩ. Nhưng mà không sao, có một ca sĩ Bí Ẩn số 7 xuất hiện. Hai đội có cơ hội để tranh luận với nhau để tìm cho mình một ca sĩ Bí Ẩn số 7. Và bây giờ quý vị chờ trong giây lát, Quỳ Linh sẽ đi lòng vòng ở ngoài đường coi có ca sĩ nào Quỳ Linh bưng vô đây cho hai đội chọn. Quý vị chờ Quỳ Linh một vài phút nhé. Thưa quý vị, chúng ta đang đến với những giây phút rất là gay cấn của ca sĩ Bí Ẩn. Bây giờ hai ca sĩ đã lộ diện rồi, không biết còn ca sĩ nữa không. Nhưng mà cơ hội đó là ca sĩ Bí Ẩn số 7. Bây giờ quyền thay đổi sẽ do ai? Thôi nhường á, tụi em mình nhường bây giờ. Dạ, tụi em không anh. Nhận đổi. Bây giờ vậy đi, bây giờ vậy là Tường Vi với lại Nguyễn Hồng Thuận tù xì đi. Đúng rồi, 3 lần. Đó, nhưng bây giờ xin tù xì đi. Thôi, bây giờ mình có quyền thì mình quyền của mình là mình nhường cho bên đó chọn. Bên đây nhường đi ha. Nhường, dạ. Chủ nhà mà ta thắng thua gì cũng quan trọng đâu. Bây giờ là quyền ưu tiên dành cho đội khách. Xin mời hướng dẫn ca sĩ Bí Ẩn thứ 7 ra sân khấu. Có che trời nữa. Trời ơi, che này cũng nguy hiểm quá. Ở kìa. Giọng hát của ca sĩ Bí Ẩn số 7 bắt đầu. Vì em yêu đuối, muốn đời em vơn đuối đuối. Muôn đời cũng đuối đuối kìa Thuận. Nhạc dạ. Sĩ. Em nghe xong đuối theo luôn. Đuối luôn. Hết rồi đó. Đổi đi. Đổi đi. Thực sự đây là cái giọng này có chất rung và có chất học thuật đàng hoàng. Thì đuối rất đuối có hả? Nhiều khả năng là ca sĩ. Anh Ba Ngọc Sơn nhận xét đúng. Đây là giọng có học thuật nha. Trường lớp đàng hoàng. Rung đúng chỗ. Có rung mà rung người nữa. Còn trường nào thì chưa biết đúng không? Đúng rồi. Anh Nguyễn Hưng theo anh thì thế nào? Hồi nãy giờ mình cũng hơi lăng tăng với lại cái bạn nữ của đội mình đúng không ta? Yeah. Tại vì hai người kia đều là ca sĩ rồi, đều là nữ. Bây giờ tưởng là người nam thì còn suy nghĩ nhưng mà lại là một người nữ. Thôi nếu vậy thôi mình giữ người cũ. Kỹ ra giữ người cũ. Tại vì hai nữ ca sĩ đã bị loại rồi. À. Nếu bây giờ nam là tôi hướng bắt. 3 2 1 giữ nguyên. Giữ nguyên. Giữ nguyên luôn. Dạ. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với giọng hát thật của ca sĩ Bí Ẩn số 7. Phi dao cầm phép nước không thể nào chỉ nể, thiếu đức tài khó bỉnh chỉ gian sang. Còn ngũ hậu phi dao tội á quyền thiên tử, đảo lộn cả triều nghi, tội ấy như thế nào người khá nói. Phi dao có tội, con bằng lòng nhận tội, nhưng chỉ xin cho trẻ nói một lời. Được, ngươi cứ nói. Con bảo động bảo quyền là do Thái Thượng Hoàng suối bảo. Ta là người ẩn dật tu tâm, tại sao lại bảo rằng ta suối bảo? Tâu trời không sanh hai mặt, nước không thể hai vua.
vậy thì tại sao Nguyên Trào lại có tới sông ngôi hoàng hậu? Vì là kẻ đến sau, tôi phải tranh quyền cùng người đi trước. Tôi ghen cho tôi giật dành hạnh phúc cho tôi thì phải hạ mình địch để thỏa lòng đố kỵ. Đã tiến trên một bước thì cần phải lấn lướt nhiều hơn. Tuy tôi là nhi nữ nhưng tài văn chương chẳng kém nam nhân. Thế mà lại bị tấn nạp vào cung để sống cạnh chung chồng. Nếu như thái thượng hoàng có ý quyền vua ép buộc Tư Hồng thì đâu đến nỗi con phải vào hoàng cung gây bạo loạn. Con phải là kẻ xui bảo con hay sao? Đúng. Người nói đúng. Lỗi của ta là tấn nạp hữu cung, không cần hỏi, không cần chờ ý kiến. Đó chẳng qua là ta thương họ hoàng trung nghĩa, ý muốn cho tất cả được hưởng phú quý vinh sang. Nào ngờ cái ý ngươi nên ngươi mới sanh lòng oán hận, nhẫn tâm làm rối loạn cả nguyên bang. Nếu không nhờ các khanh tể trung can thì còn gì là giang sang xã tắc. Phi Giao, tội thứ nhất, mê hoặc vua Trung Chang giết sạch. Tội thứ hai, bất hiếu nhi, giam lỏng mẹ ở cung nhi. Tội thứ ba, mưu hại Âu Quân, diệt tận gốc Hoàng Dương. Tam ban triều điện. Phi Giao là Nguyễn Thề lập điện giờ đón hạnh diện trong lầu son với điện tiền thống trị. Chưa không thể chôn liếm đời vào tâm chốn cung gì làm phi nữ suy thân. Sao anh tôn hoàng đế không làm theo ý ngươi không? Không bắt giam thái thượng hoàng là vì sao? Vì sao? Vì đạo làm con. Làm con
làm con. Châu, Quỳnh Tinh và Vũ Đoàn Việt Hải. Tên ơi, em hỏi như này nè, là đây là một cái tác phẩm của mẹ em viết đúng không? Mình diễn như vậy mình có áp lực gì không vậy? Dạ, thật sự là lúc đầu em cũng bị áp lực lắm. Tại vì mẹ đã nổi tiếng cái vai diễn này từ bé rồi. Và bây giờ thì rất là nhiều thế hệ đã nối tiếp cái vai diễn này. Và Tinh cũng rất là bị áp lực. Nhưng cũng may phước là khi đi diễn ở đâu thì người ta cũng nói là dạ hát rất là giống Bạch Mai. Bạch Mai là mẹ của Bình Tinh, tác giả của cái sự án Phi Dao này. Và khi mà con mà diễn tác phẩm của mẹ thì chắc chắn mẹ chê rồi đó. Có khi nào mẹ em chê không? Dạ chê đều. Chê nhiều đúng không? Biết chắc là không bao giờ mẹ khen đâu, bởi vì mẹ muốn con càng ngày càng tiến bộ. Quá hay, quá hay. Lâu lắm rồi mới xem lại cái cải lương mà pha cái chất hồ quảng này. Hồi nãy em diễn cái màn mà em để cái sợi dây vô cổ mà em chuyển người, em vừa xoay vừa diễn. Quá hay. Lần nữa thôi xin phép cho Nguyễn Hưng đứng dậy xin cho cảm ơn Quỳnh Tinh đã đem đến một cái những cái giây phút lắng động để chúng ta nhớ về những cái giá trị truyền thống đó. Còn bây giờ thì mọi người đang chờ đợi. Giờ Quỳnh Tinh nói đi em. Dạ, em đăng ký là em là một nghệ sĩ cải lương ạ.
Anh nói kia thở phào nhẹ nhõm luôn. Rồi, cảm ơn em Bình Tinh rất nhiều. Một tràng pháo tay nữa cho sự cống hiến và nỗ lực của Bình Tinh. Đúng quý vị, chúng ta vừa đến với ca sĩ bí ẩn số 7. Bây giờ không còn bí ẩn nữa, đó là Bình Tinh rồi. Chúng ta bắt đầu nghe giọng thật của thí sinh số 4. Tình chết không đợi chờ, tình xa ai nào ngờ, tình yêu phai nhạt màu, còn đâu lời cuối cho cuộc tình, thì dẫu lỡ lao rồi, người hỡi xin trọn đời lẻ loi. Chiều mưa ngày nào dành bước bên nhau, tin yêu ra sao, mộng ước mai sau, cho ân tình đầu mãi mãi dài lâu, cho duyên tình đầu đừng có chiều nay một mình chiếc mông đơn côi, mưa rơi giọt buồn ra bước tim tôi, mưa rơi lạnh lùng xóa dấu chân xưa, tình yêu bây giờ trả lại người xưa. Ở sàn, thật sự sàn. Rồi, ra đi em ơi. Anh thấy anh Nguyễn Hưng chưa? Trời đất ơi, bà nhảy xuống một cây quá. Mà dễ thương vậy chị ơi. Chị cảm thấy chị không nhận ra em là chị có lỗi với em quá luôn đó Trang à. Tại vì diễn xuất tốt quá đúng không? Dạ, đây bé này là một mà gọi là duyên cực kỳ luôn. Bé đang làm diễn viên hài mà em tiếp xúc với bé Trang rất là nhiều luôn. Mà nãy giờ không nhận ra mới ghê chứ. Đến khi mà tháo mặt nạ ra rồi mới nhận ra luôn. Sao anh Hưng, anh sao mà cứ... Ý là cảm sao vậy? Rất là vui chứ đâu có gì đâu. Nhưng mà có nhiều khi nó có như vậy mới là ca sĩ bí ẩn cho anh thấy không? Giờ chót cái game nó mở ra cho mình thấy là mình mới vui chứ. Nhưng mà em ơi, em hay quá. Tới anh mà cũng bị gạt nữa đó. Thôi bây giờ em phải nói cho mọi người biết đi. Em là ai? Em có phải là ca sĩ hay không? Dạ, em tên là Việt Trang và hiện đang là diễn viên. Hồi nãy em đập dĩa là tại chương trình yêu cầu em phải đập thiệt ạ. Chứ em thấy sót cho cái dĩa lắm. Rồi, cảm ơn em rất nhiều. Em đã đem niềm vui rất nhiều trong ngày hôm nay. Chúc em thành công trên con đường nghệ thuật. Bé ơi, tạm biệt nha. Anh nãy giờ em muốn cười lắm á. Em muốn cười đợi khi em chọc quê. Nhưng mà em chợt nhớ tới mình chưa có sổ số bên này. Đây còn số 1 chưa cười không? Nha. Mình cười người trước, hôm sau người cười mình cái sau. Cái anh này mới là cái anh mà đang hồi hộp nhất nè. Đúng rồi, dạ. Bây giờ ta biết ta không phải rồi, ta hết hồi hộp rồi. Dạ. Cái người mà đang chờ đợi mới hồi hộp đó. Và bây giờ chúng ta đến với thí sinh cuối cùng của đội chủ nhà. Cho anh nghe đi hỡi người yêu ơi, tại
tại sao không phải đâu. Giờ không chúng phải ta lìa đôi. Tại anh đã vô tâm hay tại anh không quan tâm em mỗi ngày. Để giờ đây khi lời anh nói em không tin anh nữa vậy. Trong tình yêu đôi lúc ta hay dừng hờn anh biết. Nhưng anh thấy giờ em không còn yêu ai. Vậy thôi anh cho em đi về nơi em chưa bắt đầu. Nơi mà em khi chưa quen. Ê, chưa chắc là hát cũng được đó. Dạ, thấy hát cũng ok em. Dạ. Anh xin lỗi vì đã cứ mất khoảng trời của em. Nhưng có người sẽ cho em lại một bầu trời. Hả? Tự tháo rồi. Tỉnh táo mặt nạ cái giùm. Anh xin lỗi vì đã cướp mất khoảng trời của em. Nhưng có người sẽ cho em lại một bầu trời. Anh xin lỗi vì đã cướp mất khoảng trời của em. Nhưng có người sẽ cho em lại một bầu trời. Đó vì cái chào đó mà anh Ba Cầu Sơn chọn em á. Nhưng mà giờ anh hỏi là thắc mắc cái chuyện mà đưa cái tay chào giờ em quen rồi sao? Ờ, cái thói quen từ nhỏ giờ. À giờ em là người đâu? Dạ em là Khmer. Ba là Khmer. Còn mẹ người Việt, còn ba ngoại là người Hoa. Thấy chưa, người Khmer họ chào vậy. Em họ tên là gì? Dạ Thạch Lá. Thạch Lá hả? Bây giờ nè, trả lời cho mày biết em có phải là ca sĩ hay không? Dạ không, em là chuyên về kinh doanh bên nhà đất á. Trời. À rồi, cảm ơn Thạch Lá rất là nhiều. Em đã gài bẫy được tất cả nghệ sĩ của tôi. Chúc mừng em. Chúc mùa bài bán đất nha. Và cuối cùng thì hai đội hôm nay, đội chủ nhà và đội khách hòa nhau. Chúc mừng. Thưa quý vị và các bạn thân mến, chương trình Ca Sĩ Bí Ẩn do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Đông Tây Promotion thực hiện được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Bây giờ thì tất cả anh em nghệ sĩ chúng tôi sẽ nói là chào tạm biệt và hẹn gặp lại tuần sau. Em nghĩ là cái bạn này là nếu như quen là đúng cái cô đó, thì cô đó hay cười lắm. Cười hoài. Không, có khi quen chị Diệt Hương á, chị Diệt Hương biết nhiều người. Không, cao vậy chứ ít có chơi lắm. Sao vậy? Mấy người cao gì đâu dám chơi đến kế bên. Ủa, tôi xây lại hai bà ché rồi. Còn gì đâu, em ơi, đáng lẽ là chị vậy nè. Thằng, em hiểu không? Chị phụ diễn thôi mà sao chị lố vậy?